quay chiếc xin chào quý cô chú anh chị đã quay trở lại với em à cả nhà ơi ngày hôm nay bên vườn mai nhà em lại giới thiệu cho chúng ta đây chính là mặt hoa của nhị ngọc toàn một giống mai đột biến nửa kem nửa vàng và cả nhà ơi à, đã là đột biến thì chắc chắn rằng nó sẽ lâu lâu nó mới có ra nửa kem nửa vàng còn mặt hoa này là mặt hoa chính thức của nhị ngọc toàn đây cả nhà oh, rất là tuyệt vời nha hoa vô cùng to và những những cái cánh nó lúc nào nó cũng có cái diện vàng ở chính giữa rất là đẹp đây hoặc là đặc sắc hay cả nhà và đặc biệt dòng nhị ngọc toàn cả nhà biết không hoa của nó đẹp Ờ, đột biến nữa nhưng mà cái sinh trưởng của cây cũng cực kỳ mạnh cả nhà chứ không phải là sinh trưởng yếu đâu nha sinh trưởng rất là mạnh và rất là dễ tạo nụ kim nữa đây cả nhà nhìn nè đây là những cái dòng nhị ngọc toàn bên vườn mai nhà em ghép đây nè chưa được bao lâu đã là giống mới thì đâu có ghép lâu luôn cả nhà nhưng mà nụ kim của nó tạo nè rất là dễ tạo nụ ha à, loại này về chúng ta lấy bao vô tư được rồi cả nhà nọ lấy bao vô tư giá là một trăm rưỡi một cây nha một trăm rưỡi một cây nếu chúng ta lấy hai cây thì bên em sẽ tặng cho chúng ta một cây giá không đổi tức nghĩa là hai cây 300 thêm một cây nữa giá cũng 300. Và cả nhà, nếu chúng ta lấy dòng tặng, nếu không lấy nhị ngọc toàn chúng ta có quyền lấy siêu bông bình lợi hoặc kim ngân lượng luôn nha. Đó rồi, bây giờ em sẽ đi qua cái dòng mà kim ngân lượng và siêu bông bình lợi cho cả nhà đây. Siêu bông bình lợi hôm nay đã không còn uống sữa nữa đâu nha. À, ờ, siêu bông bình lại ngày hôm nay cây nó rất là già và rất là cứng rồi nha cả nhà loại này về chúng ta có thể lấy bo được liền luôn nha đây là dòng siêu bông bình lại rồi chương trình mua hai tặng một giá không đổi chúng ta có thể lấy một siêu bông bình lại một nhị ngọc toàn và cũng có thể lấy một kim ngân lượng nha quý cô chú anh chị ơi đó này ha cây hôm nay nó đã cứng cáp rồi đã già rồi rất là ok rồi cả nhà đây là dòng siêu bông bình lợi nha cả nhà ơi Một cái giống mai rất là hot trên thị trường Đó ờ, rồi ở Ngoài cái siêu bông bình lợi này Thì chúng ta có có thể mua hai tặng một chúng ta có thể lấy cây tặng là nhị ngọc toàn và cũng có thể lấy là kim ngân lượng cả nhà dòng kim ngân lượng cũng là một dòng mai đột biến luôn nha một dòng mai đột biến luôn cả nhà đây cả nhà nhìn nè đây đây chính là dòng kim ngân lượng nha Loại này về chúng ta cũng lấy bo được luôn rồi nè Cơ bản hết rồi cả nhà Những cái giống mới như vậy thì rất là ok rồi ha à, Sinh trưởng của cây rất là mạnh nha cả nhà Đó đây Đây chính là dòng kim ngân lượng Cũng là mua hai tặng một Ví dụ như chúng ta muốn sưu tầm ba giống mới Là một siêu bông bình lợi một kim ngân lượng một vị ngọc toàn Thì vẫn là được bao ship là chỉ là 300k thôi nha cả nhà rồi bên đây em sẽ thấy có một cái mặt hoa của đây là dòng dảo nữ hoàng Một cái giống mai hoa thơm à, Bông của nó là dạng phơm tròn Cái này là nó chưa nở hết nha đây cả nhà, cái này nó chưa nở hết Hoa rất là đẹp nha cả nhà Ở dòng dảo nữ hoàng này thì em bán giá cũng là 100 một cây ha <laughs> À ba cây là 300. Ngày hôm nay em lại tiếp tục có một chương trình lớn dành cho quý cô chú anh chị gần xa là mua 3 chúng ta được tặng 2 cây luôn cả nhà. Tức nghĩa là 5 cây chỉ có 300 một combo thôi, quá u là rẻ rồi. Ờ à, nếu mà cả nhà thích và yêu thương chích chè bông thì xin hãy bấm follow kênh, à đăng ký kênh để ủng hộ cho vườn mai nhà em nha cả nhà và đây là bên đây là cái hàng nhị ngọc toàn gốc bứng nè cả nhà hàng này á là em lấy bo à, thật là 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 để dành lấy bo nè à, và em thấy cái phần nút nụ của nó này cả nhà nó tạo nè nó tạo nụ rất là dữ luôn nè đó đây ha à, mọi người mua hàng bên vườn mai chích chè bông thì chúng ta cứ yên tâm về chất lượng giống cả nhà cứ yên tâm một trăm phần trăm về chất lượng giống nha cả nhà